Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Hôm trước á, thì Đại Đức Tuệ Tường đã cho chúng ta bắt đầu vào bài kinh. Còn sư thì cho quý vị cái một vài sự chuẩn bị trước khi mà chúng ta vào bài kinh. Thì cái sự chuẩn bị đó chúng ta chưa dùng liền đâu, mà phải đến khoảng giữa bài kinh đó, chúng ta mới cần dùng. Tuy nhiên thì sư nghĩ là mình đi cái ngoài rìa trước, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái phần duyên hệ của sư ha. Sư sẽ giới thiệu với quý vị phần duyên hệ. Chúng ta đi tiếp về quyền duyên Indriya Paccaya. Thì cái quyền duyên ở đây á, nó tác động bằng cách cai quản, kiểm soát hay là điều hành. Có nghĩa là sao? Có những sự tác động mà nó mang ý nghĩa là nó kiểm soát. Thí dụ như ở trong quyền duyên á, chúng ta có 8 loại quyền duyên. Thứ nhất á, là cái thí dụ như là cái ý quyền. Cái ý quyền á, nó mang ý nghĩa là nó điều khiển tâm của mình. Còn cái thọ quyền á, thì nó lại điều khiển các cái cảm thọ. Tức là những cái duyên nào á, mà nó mang cái tính chất là nó điều khiển thì nó được gọi là quyền duyên. Hoặc cái quyền duyên mà nó mang ý nghĩa lớn nhất của chúng ta đó chính là mạng quyền. Mạng quyền là sao? Là vì có cái mạng quyền này nè, cho nên á, một cái nói lớn thì nhờ cái mạng quyền này mà chúng ta mới có thể tồn tại. Nếu không có mạng quyền á, là chúng ta chết rồi. Mà nó chia nhỏ hơn nữa, từng cái tế bào á, đều phải có cái sắc mạng quyền. Bởi nếu nó không có cái sắc mạng quyền á, là chúng ta chết. Cái mạng quyền này nó mang ý nghĩa là nó điều khiển, nó hỗ trợ, nó đảm bảo cho chúng ta có sự sống. Chính bởi vì như vậy á, những cái này á, nó gọi là quyền duyên, là những thành phần hỗ trợ giúp cho chúng ta có cái sự điều khiển đối với các thành tố ở trong các sắc pháp. Trong bài kinh trong bài kinh số 9 này thì chúng ta sẽ không có đụng chạm tới nó, mà quý vị sẽ học và hiểu sâu nó hơn khi chúng ta học qua vi diệu pháp. Còn cái thiền duyên Chanapaccaya, nó sẽ tác động bằng cách là nó thiêu đốt các pháp đối nghịch, hoặc là nó thắp sáng các đối tượng của tâm. Ví dụ như khi chúng ta hành thiền á, thì nó sẽ thiêu đốt các phiền não. Khi chúng ta hành thiền quán bất tịnh nè, quán tử thi, thì nó thiêu đốt các pháp đối nghịch. Đó là gì? Đó là tham dục. Rồi khi chúng ta hành thiền đề mục rải tâm từ,
thì nó sẽ thiêu đốt các pháp đối nghịch, đó chính là sân hận. Thì mỗi một cái đề mục hành thiền khác nhau thì nó sẽ có tác động thiêu đốt các pháp đối nghịch tương ứng. Hoặc là khi chúng ta tập, ví dụ như hơi thở, thì nó sẽ thiêu đốt các pháp đối nghịch, đó là gì? Năm triền cái. Hoặc là khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, thì việc thực hành tứ niệm xứ đó có tác dụng thiêu đốt phiền não, thiêu đốt cái nhân sanh tử luân hồi. Chính bởi vì như vậy đó, cái tứ niệm xứ lúc bấy giờ đó chính là thiền duyên. Thiền duyên nó có tác dụng là thiêu đốt những pháp đối nghịch là như vậy. Hoặc là nó có tác dụng mà soi sáng các đối tượng tâm là như thế nào. Khi mà chúng ta thực hành thiền ấy, định của chúng ta trở nên mạnh mẽ và chúng ta có thể thấy rõ các đặc tính tính của tâm. Cái người mà họ chìm ở trong dục á, họ tham, họ không biết là họ tham. Họ sân, họ không biết là họ sân. Họ vẫn cứ tham sân như người ta, nhưng họ không biết đó. Trong kinh Chánh Tri Kiến, chúng ta cần phải biết rõ thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bản của thiện, thế nào là căn bản của bất thiện. Thì cái này đó, cái thiền duyên này nó có tác dụng là soi sáng, soi sáng đối tượng. Còn khi mà chúng ta mê mờ, tâm chúng ta chìm đắm ở trong dục, có tham đó mà mình không thấy mình có tham, có sân đó mình không thấy mình có sân, có ác đó mình không thấy mình có ác. Cho nên cái thiền duyên này rất quan trọng, bởi vì nó soi sáng đối tượng của tâm, giúp cho chúng ta biết rõ là chúng ta đang ở trong trạng thái nào. Thì đó chính là thiền duyên. Còn đạo duyên á, thì nó có tác động á, bằng cách là nó làm cho thông suốt như con đường. Có nghĩa là sao? Ví dụ như việc chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì nó đưa chúng ta thẳng đến sự giải thoát giác ngộ. Thì cái việc nó đưa chúng ta thẳng đến con đường giải thoát giác ngộ đó, chúng ta gọi đó là đạo duyên. Nghĩa là tứ niệm xứ là đạo duyên cho giải thoát giác ngộ. Nó giúp cho chúng ta khi thực hành tứ niệm xứ, chúng ta đi thẳng đến sự giải thoát giác ngộ. Thì cái việc mà tác động giúp cho thông suốt thì đó gọi là đạo duyên. Hoặc khi chúng ta làm ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì các ác nghiệp đó đưa chúng ta thẳng xuống địa ngục. Thì việc tác động thẳng trực tiếp đó, đó chúng ta gọi là đạo duyên. Cái thứ 19 là tương ưng duyên. Tương ưng duyên á, có nghĩa là nó tác động bằng cách là nó hòa hợp. Nghĩa là sao? Ví dụ như ở đây nè, sở dĩ chúng ta có thể ngồi lại chúng ta học cái lớp này là chúng ta phải có tương ưng duyên, là chúng ta phải hòa hợp với nhau. Chứ còn bây giờ mạnh bà nào bà nấy cãi lộn ở trong đây thì làm sao chúng ta học đó. Thì đó chính là tương ưng duyên, là sự hòa hợp. Rồi trong cơ thể của chúng ta đó, sở dĩ mà nó hoạt động được cũng nhờ vào tương ưng duyên. Tức là các cái bộ phận cơ thể nè, máu nè, thịt nè, gân nè, xương, nó phải hòa hợp với nhau thì chúng ta mới cử động được. Hoặc là các bộ phận như tim nè, gan nè, phổi nè, lá lách nè, ruột nè chẳng hạn, nó phải phối hợp nhịp nhàng, nó phải hòa hợp với nhau thì chúng ta mới có thể sống được. Chứ bây giờ phổi nó
nó dễ chứng, nó không làm việc là sư ho mấy bữa hôm nay, tức là nó không hòa hợp là mình không làm việc được. Cho nên cái hòa hợp ở đây chúng ta gọi là tương ưng duyên. Ở trong việc thực hành pháp thì các thiện pháp nó chính là tương ưng duyên của nhau, hoặc là các thiện pháp nó tương ưng với các cái trạng thái an lạc. Ví dụ như khi chúng ta bố thí, chúng ta hoan hỷ, thì cái tâm bố thí và cái thọ hỷ nó hòa hợp với nhau, thì nó chính là tương ưng duyên. Có nghĩa là nhờ chúng ta bố thí cho nên chúng ta mới có cái cảm thọ là hoan hỷ. Thì hai anh này nó hòa hợp với nhau thì nó là tương ưng với nhau. Còn khi mà chúng ta bố thí thì chúng ta sẽ không thể hòa hợp được với cái tâm bỏng sẻn, mà chính cái sự không hòa hợp đó chúng ta gọi là bất tương ưng duyên. Có nghĩa là nó tác động lẫn nhau bằng cách là nó không hòa hợp. Khi chúng ta bố thí thì nó bất tương ưng với bỏng sẻn, và khi chúng ta bỏng sẻn thì nó bất tương ưng duyên với lại bố thí, bởi vì nó làm cho hai anh này đó không hòa hợp được với nhau. Hoặc là khi chúng ta tham thì nó sẽ không hòa hợp với trạng thái tâm buông bỏ. Mà khi chúng ta có trạng thái tâm buông bỏ đấy, thì chúng ta sẽ không hòa hợp với trạng thái của tâm tham. Cho nên hai anh này là bất tương ưng duyên với nhau. Anh này có thì anh kia sẽ không có, anh kia không, anh kia có thì anh này sẽ không có. Cho nên hai anh này là bất tương ưng duyên với nhau. Chính vì lẽ đó đó, khi chúng ta làm thiện thì nó bất tương ưng duyên với các khổ cảnh, nó không hòa hợp với các khổ cảnh. Hoặc là khi chúng ta làm ác thì nó bất tương ưng duyên với các thiện thú. Cái số 21 là hiện hữu duyên, Atipatthaya, nó tác động bằng cách là nó có mặt. Ví dụ như sở dĩ chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh là bởi vì có sự hiện hữu của ánh sáng. Nếu không có ánh sáng thì chúng ta không thể nhìn thấy. Rồi muốn nhìn thấy chúng ta phải có sự hiện hữu của vật để nhìn thấy. Chứ nếu như không có vật để nhìn thấy thì chúng ta cũng không thể thấy. Thì cái vật để hiện hữu đó chính là hiện hữu duyên. Rồi chúng ta muốn nhìn thấy, chúng ta phải có con mắt thì chúng ta mới nhìn thấy được. Không có con mắt thì không nhìn thấy được. Cho nên cái con mắt đó chính là hiện hữu duyên. Rồi chúng ta muốn nhìn thấy, chúng ta phải có thần kinh thị giác. Chứ còn người, có những người mắt họ có đó, mà thần kinh của họ, thần kinh thị giác họ có vấn đề, thì họ cũng không thể nhìn thấy được. Thì cái thần kinh thị giác chính là hiện hữu duyên. Hoặc để nhìn thấy, chúng ta cần có tâm nhãn thức. Ví dụ như một người nằm ngủ, khi họ đang ngủ mình mở cặp mắt họ ra, rõ ràng có ánh sáng, có vật để nhìn thấy, có con mắt, có thần kinh thị giác, nhưng mà không có tâm nhãn thức thì họ cũng không nhìn thấy được. Cho nên là cái tâm nhãn thức lúc bây giờ là hiện hữu duyên. Thành ra quý vị thấy là chỉ riêng việc chúng ta nhìn thấy thôi đó, nó đòi hỏi phải có hiện hữu duyên của rất nhiều yếu tố. Ngay cả khi chúng ta làm thiện cũng vậy. Ví dụ như khi chúng ta bố thí, nó phải có hiện hữu duyên của người bố thí, phải có hiện hữu duyên của người được bố thí.
phải có hiện hữu duyên của vật bố thí, và phải có hiện hữu duyên của tâm bố thí, rồi phải có hiện hữu duyên của hành động bố thí. Cho nên khi chúng ta học về duyên hệ, chúng ta sẽ thấy là nó trùng trùng duyên khởi. Một cái sự kiện mà muốn có mặt, muốn diễn ra, nó phải có rất nhiều những cái duyên nó phối hợp với nhau. Mà nếu không có là nó không thể thành tựu được. Chính bởi vì như vậy, cái vô hữu duyên có nghĩa là nó tác động bằng cách nó vắng mặt. Ví dụ như chúng ta có thể ngồi ở đây, chúng ta học đạo là bởi vì cái tim nó không có bị đau, thì cái bằng việc vắng mặt của cái cơn đau tim cho nên là chúng ta mới có thể học được. Thì cái cơn đau tim đó chính là vô hữu duyên của chúng ta khi chúng ta tham dự lớp học này. Nói như vậy thì có vô số cái vô hữu duyên mà vì không có nó cho nên chúng ta mới có thể ngồi ở lớp học này. Như khóa thiền vừa rồi đó, có một cô thì người nhà của mất, thì nếu như mà không có sự kiện người nhà cổ mất thì cổ có thể tiếp tục hành thiền. Thì vì cái sự kiện là người nhà cổ mất cho nên cổ không thể tiếp tục hành thiền. Thành ra đó, đó chính là cái hiện hữu duyên, là do có sự kiện người nhà mất cho nên mình không hành thiền được. Hoặc đó cũng là cái vô hữu duyên, tức là vì vắng mặt cái sự kiện mà người nhà mất, vì không có sự gọi là vắng mặt đó cho nên là mình không thể tiếp tục hành thiền. Chứ nếu như người nhà mà không chết thì mình vẫn hành thiền bình thường. Thành ra là mình thiếu cái duyên đó, thiếu cái duyên là người nhà vẫn cứ sống khỏe. Thành ra là nhiều người ấy, thấy cuộc đời này là khổ, nhưng mà họ không ngờ được một chuyện ấy. Mỗi một ngày chúng ta thức dậy mà chúng ta còn thở, đó là nhờ thiện nghiệp. Đó chính là nhờ cái hiện hữu duyên, nhờ cái thiện nghiệp. Và nhờ cái sự vắng mặt của ác nghiệp. Rồi mỗi một ngày mà chúng ta vắng, gọi là vô hữu duyên, không có sự tác động của cơn đói, thì đó chính là nhờ thiện nghiệp. Mỗi một ngày chúng ta không chịu tác động bởi cái chết, thì đó chính là thiện nghiệp. Mà người ta thường không nhìn thấy những cái đó, mà người ta chỉ nhìn thấy cái khổ đó. Chính bởi vì như vậy đó, cho nên là chúng ta học đạo, chúng ta sẽ nhìn đời một cách nó thực tế hơn, nó rõ ràng hơn. Rồi cái ly duyên nó tác động bằng cách là nó chia lìa. Ví dụ như khi chúng ta thực hành thiền, chúng ta chia lìa tâm khỏi sự tham dục, thì khi đó đó, việc hành thiền chính là ly duyên để loại bỏ sự tham dục. Hoặc là chúng ta làm thiện, bố thí, giữ giới, hành thiền, thì nó là ly duyên, cắt đứt cái duyên đi đến các khổ cảnh. Khi chúng ta làm ác thì đó chính là ly duyên, cắt đứt chúng ta đi đến nhàn cảnh, đi đến các cảnh giới an lạc. Còn cái bất ly duyên thì nó tác động bằng cách là nó không chia lìa. Ví dụ như khi chúng ta có thể hít thở nè, thì cái hơi thở và cái thân của mình nó phải là bất ly duyên.
Bởi vì chỉ cần hơi thở biến mất là thân này không thể tồn tại. Cho nên sự gắn kết không thể chia lìa của thân này và hơi thở, đó gọi là bất ly duyên. Thành ra khi mà sư kêu mọi người, thí dụ như là đi tu đi, hoặc là đi học đi, họ nói là không đủ duyên sư ơi, mình nói vui, quý vị đang nói cái duyên gì? Người ta thường viện cớ, nhưng mà nếu mình hỏi thiệt là quý vị đang nói cái duyên gì, thì họ bắt đầu là họ sững người, họ không biết là cái duyên gì hết trơn á. Họ cũng không biết duyên là gì nữa, mà đôi khi chúng ta chỉ là kiếm cái cớ thôi. Chúng ta vào trong chánh kinh ha. Hôm đó trước á, là Đại Đức Tuệ Tường đã giảng tới cái phần là Tôn giả Sariputta nói: nếu vậy hiền giả hãy nghe, hãy tư niệm kỹ, ta sẽ nói khi các vị tỷ khưu ấy vâng đáp. Rồi Tôn giả Sariputta nói như sau: khi vị thánh đệ tử biết rõ bất thiện và căn bổn của bất thiện, biết rõ thiện và căn bổn của thiện mới có chánh tri kiến, thấy chân chánh, có lòng tin tuyệt đối trong giáo pháp này. Cái này quý vị có thể xem ở trong cái phần chánh kinh. Tức là ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói đó, người có chánh tri kiến đầu tiên họ phải biết cái gì á là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì á là cái gốc rễ, cái nguyên nhân của thiện, cái gì là gốc rễ nguyên nhân của bất thiện, thì khi đó anh có chánh tri kiến. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ xem thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bổn của bất thiện, thế nào là căn bổn của thiện. Thì thưa quý vị, bất thiện á là gì? Sát sanh nè, trộm cắp nè, lấy của không cho nè, là tà hạnh trong các dục, là tà dâm, nói dối, nói đầm thọc, nói thô tục, nói vô ích, rồi tham sân tà kiến, thì đây chính là bất thiện. Còn cái căn bản gọi là cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta bất thiện, cái nguyên nhân của nó chính là tham sân và si, thì đây chính là cái căn bản của bất thiện, gốc rễ của bất thiện. Do tham sân si chúng ta mới làm 10 ác nghiệp. Ở đây thì chúng ta duyệt qua cái phần chánh tạng chánh kinh trước ha. Vấn đề của thiện là ngược lại với trên, tức là thay vì 10 cái bất thiện nghiệp thì chúng ta làm ngược lại là 10 thiện nghiệp, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói vô ích, không nói đâm thọc, không có nói không nói ác độc, vô tham, vô sân và chánh kiến. Rồi cái vấn đề gọi là căn bản của thiện là vô tham, vô sân và vô si. Chúng ta qua cái phần chánh kinh: khi nào vị thánh đệ tử biết rõ bất thiện và căn bản của bất thiện, thiện và căn bổn của thiện như vậy, khi ấy hiền giả đoạn trừ tham tùy miên, tức là tham phiền não ngủ ngầm hết hoàn toàn, làm giảm bớt xuân tùy miên, sân tức là sân phiền não ngủ ngầm, nhổ tận gốc mạng tùy miên, không nghi ngờ với kiến là ta, đã đoạn trừ được vô minh, làm cho minh A-la-hán đạo sanh khởi, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Do vậy mới có chánh kiến, thấy chân chánh, có lòng tin tuyệt đối trong giáo pháp này. Thì đây chính là cái phần chánh kinh. Khi mà chúng ta đọc chánh kinh như vậy đó, chúng ta rất dễ bỏ qua nhiều chi tiết, ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói vô ích, chúng ta bỏ qua nhiều cái vấn đề. Nhưng mà nếu như chúng ta đọc ở trong chú giải á, thì chú giải của bài kinh Chánh Tri Kiến này á,
phải nói là cái mà chúng ta phải lưu lại và thậm chí phải học thuộc lòng. Tại vì ở trong chú giải á, nhắc đến các chi phần của 10 cái bất thiện nghiệp. Hồi xưa tới giờ á, chúng ta không biết, một là chúng ta không biết á, các cái nghiệp ác á, các cái giới nó gồm có những chi phần nào. Một là mình không biết. Còn quý vị mà đã học đạo với sư, học từ lớp Thanh Tịnh Đạo qua tới Trung Bộ lên tới bài này thì chắc chắn quý vị cũng biết là cái giới không sát sanh thì có năm chi. Biết là biết như vậy mà mình không biết nguồn gốc ở đâu. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rõ cái gốc là nằm ở trong phần chú giải của Kinh Chánh Tri Kiến. Các thầy các cô mà sau này đi dạy, có đi thuyết pháp, đi giảng đạo á, lấy cái phần chú giải này ra mình giảng thì nó rất là hay. Là mình giảng mình có nguồn gốc, chứ không phải là mình dựa theo cái sách vở, bất kỳ sách vở nào khác. Thì giới không sát sanh á, thì chúng ta có năm chi. Nhớ, khi chúng ta phạm đủ năm chi này thì xem như là chúng ta phạm giới sát sanh, hoặc có thể coi như đức giới. Còn nếu như không đủ năm chi thì chỉ xem như là bị ô nhiễm, không có đức giới. Thứ nhất là chúng sanh có sự sống, tức là chúng sanh có sanh mạng đó. Ví dụ như chúng ta nè, đang đi, đang đứng, đang hít, đang thở thì chúng ta là chúng sanh có sự sống. Con kiến nó đang bò là chúng sanh có sự sống. Một con muỗi, một con ruồi thì nó cũng là chúng sanh có sự sống. Nhưng ở đây quý vị thấy nè, các sư nè, các sư cô nè, cạo đầu các, thì khi mà tóc á, cạo xuống dưới rồi đó, cái tóc có phải là chúng sanh có sự sống không? Không phải. Hoặc là khi chúng ta cắt móng tay thì cái móng tay đó có phải chúng sanh có sự sống không? Cũng không phải. Rồi nếu như chúng ta bị tai nạn phải cắt một chi, hai chi, ba chi, bốn chi cắt ra rồi đó, nó có phải chúng sanh có sự sống không? Cũng không phải. Rồi nếu như chúng ta tắt thở rồi á, cái thân này có phải chúng sanh có sự sống không? Cũng không phải. Cho nên phải biết rõ đâu là chúng sanh có sự sống ha. Đây rất quan trọng. Ở một số tư tưởng của phương Tây á, hoặc một số tư tưởng của ngoại đạo, họ vẫn cho là cây cối là có sự sống, là chúng sanh có sự sống. Thì Đức Phật không đồng ý. Đức Phật chỉ đồng ý là thì cây cối nó cũng có sự sống, nhưng nó không phải là chúng sanh có sự sống. Nghĩa là nó chỉ có thân thôi, nó có phát triển nhưng nó không có tâm. Cho nên là mình chặt cây thì cũng không tính là sát sanh. Nhưng vị tỳ kheo thì không được chặt cây bứt lá, bởi vì nó là cái sự xâm phạm đến cái sự sống. Vị tỳ kheo thì không được. Ngay cả việc bứt lá, hái trái cũng không được, chặt cây lại càng không được. Chính bởi vì như vậy á, cho nên là Đức Phật có vào thời Đức Phật, chư tăng á, đi khất thực bình thường, ai dân gì dùng đó, bởi vì thịt bản thân nó không phải là chúng sanh có sự sống. Và Đức Thế Tôn trong bài kinh Tướng Quân Si Há thì ngài cũng nói đó: này các tỳ kheo, ta cho phép thọ dụng ba loại vật thực hoàn toàn vô tội là do không thấy, không nghe và không nghi. Rồi cái thứ hai là biết rõ chúng sanh có sanh mạng, tức là mình phải biết rõ nó. Còn trong trường hợp mình không biết á, thì mình cũng không có đức giới, không phạm giới. Ví dụ như ở trong của Kiệt Dung
thần tăng mà ổng có nhất dương chỉ á, thì ổng có một ông đệ tử. Thì ông đệ tử này nè, ổng trước đó là người giang hồ, thì ổng sát sanh dữ lắm, mà sau này ổng đi tu để ổng kìm cái giới sát của ổng. Thì khi mà ổng lên cơn á, thì mấy cái tay mà cái bang á, mới bắt một người á, nhét vô trong cái người tuyết á, để làm thành cái người tuyết, rồi nói với cái ông này á, là bây giờ nè, bây giờ ông cứ đánh vô trong cái người tuyết này đi, bởi vì người tuyết này thì nó không có sanh mạng, ông cứ đánh vô nó đi thì không sao hết. Thì cái vị này đó mới dùng hết toàn lực chưởng vô trong cái người tuyết, nhưng mà không ngờ là người ta giấu người ở trong đó, thành ra là cái người ở trong bị nhốt trong đó là chết. À, thì cái ông này á, ổng lại tưởng là ổng đã sát sanh, thành ra là ổng mà lên cơn, lên cơn bị điên. Đó là do ổng không chịu học đạo, chứ ổng chịu ngồi đây ổng học với năm sát không sát sanh có năm chi là ổng đâu có bị. Đó. Bởi vì á, chúng ta phải biết rõ đó là chúng sanh có sự sống, chứ mình không biết là nó không có phạm giới nha, không biết là không phạm giới. Ở đây là không biết là có chúng sanh có sự sống, chứ không phải là mình không ý thức được là mình làm cái gì, mình không ý thức được là mình làm ác, nó không phải nha. Ví dụ như á, một cái người mà bị điên, họ đâm chết người, họ vẫn phạm giới sát sanh, bởi vì họ biết rõ, chẳng qua là họ không có ý thức được hành động của họ là hành động điên loạn thôi, chứ không phải là họ không biết đây là người. Chứ tại sao họ cầm con dao thì họ nếu họ đâm vô tường, họ đâm vô cây cột, họ đâm vô cái này cái kia thì nó không vấn đề gì. Suy nhớ cách đây cũng cách đây vài năm thì có một vụ anh này ảnh lên cơn bị điên, ảnh cầm con dao ảnh rượt chạy vòng vòng trong chùa. Thì có một bà sư cô, bà té bà nằm xuống dưới đất. Thì cái anh này anh chạy qua anh tưởng là chết rồi, thì ảnh chạy qua luôn, mà anh chạy qua luôn, ảnh vừa chạy qua bà sư cô bà lầm cờ bà bò dậy, thì anh này mới thấy là cái đứa này nó còn sống nữa, mới quay lại nó lụi luôn. Thì trong trường hợp đó rõ ràng là họ ý thức được đây là chúng sanh có sự sống, chẳng qua là họ không ý thức được đây là họ đang làm ác thôi. Nhớ giùm nha, nó khác nhau ạ. Cái thứ ba là tâm nghĩ giết hại chúng sanh, tức là mình có ý muốn giết. Đây là một cái chi phần rất quan trọng, mình phải xem là mình có ý muốn giết hay không. Tuy nhiên á, khi sư giảng dạy về giới thì sư luôn luôn nhắc nhở quý vị là không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Ví dụ như khi sư đi toilet đi, sư thấy một con kiến nó rơi vào trong cái lỗ của toilet. Nếu như mà mình lấy nước mình dội thì mình đơn giản mình tác ý là mong con kiến đừng có chết, hoặc là mình dội nó mình không có chủ ý là mình giết con kiến, thì rõ ràng là mình không phạm giới sát sanh, bởi vì mình tác ý như thế, nhưng mình sẽ tạo nghiệp, bởi vì do hành động đó con kiến nó chết. Mà một người có tâm từ á, mình đưa ngón tay xuống, mình đưa con kiến lên, sau đó mình dội nước để con kiến qua chỗ khác, rồi mình đi rửa tay. Thành ra khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta luôn phải để ý những hành động của mình. Sư thấy nhiều người họ hứng nước sôi, họ tráng ca, sau đó họ đổ xuống đất. Rõ ràng là mình không thấy chúng sanh có sự sống, mình không thấy, và mình cũng không có ý muốn giết hại ai. Nhưng nếu như mình đổ nước sôi xuống đất như vậy á, lỡ mà có con kiến ở dưới mà nó chết á, là mình vẫn tạo nghiệp. Mình không phạm giới sát sanh nhưng mình vẫn tạo nghiệp. Thành ra là chúng ta phải chú ý.
Thí dụ như sư mà sư thấy cái ca mà nước nóng, thí dụ như mình ăn tô phở, ăn tô hủ tiếu mà nước nước lèo nó còn nóng, mình muốn đổ thì một là sư để cho ngoài cho nó nguội hồi đem đổ, hai mà mình cần rửa liền, dặn vào nước lạnh, dặn thì nó sẽ pha loãng ra và nước nó sẽ vừa ấm thôi, nó không rồi nó cứ như vậy thì nó sẽ không có làm con này con kia chết. Thành ra khi mình tu mình phải để ý kỹ hơn, chứ đừng có cái kiểu là tôi không chú ý là không sao, chưa chắc ạ. Rồi cái thứ tư á, là mình phải cố gắng ra sức giết hại chúng sanh. Thì một chút xíu nữa đó thì sẽ giải thích sau là mình phải cố gắng giết. Và cái thứ năm á, là chúng sanh ấy chết do sự cố gắng ấy. Chứ còn nếu như chúng sanh đó không chết thì mình sẽ không có phạm giới sát sanh. Thì cái này á, nó vẫn là một cái chủ đề thú vị mà các sư cũng lôi ra để thảo luận. Ví dụ như cách đây không lâu có một vụ án là mấy đứa con nó đổ xăng mà nó đốt rồi chết mấy đứa con là chết bà mẹ đó. Thì nó có một trường hợp như vậy nè. Đầu tiên á, trong cái sự kiện đó thì cô con cả là chết trước. Tức là trong cái nhà cái gia đình đó đó, khi mà mấy đứa con nó đổ xăng nó đốt á, thì mấy đứa con cùng với bà mẹ là đều bị phỏng hết. Cô con cả cổ chết trước, sau đó là tới bà mẹ, rồi sau đó là các cái những đứa con tiếp theo nó họ cũng chết luôn. Thì như vậy khi mà bà mẹ mà bà chết á, thì hai đứa cuối còn sống chưa chết thì chắc chắn phạm tội ngũ nghịch rồi, không trốn được, chắc chắn phạm tội ngũ nghịch. Nhưng mà cái cô con cả đó là cổ chết trước bà mẹ, cho nên vào thời điểm cổ chết là cổ đã chấm dứt nghiệp đi qua thân khác rồi. Thì vấn đề đặt ra là khi bà mẹ sau đó bà mới chết thì cái nghiệp đó nó có đuổi theo cái cô lớn hay không? Đây là một vấn đề mà mấy sư thấy là khá thú vị. Bởi vì á, cái vấn đề là cô lớn cổ đã đổi sang thân khác rồi. Thí dụ nha, cổ xuống cái địa ngục, nhưng địa ngục đó không phải là địa ngục A Tỳ, cổ đang ở địa ngục khác. Thì nó sẽ có hai trường hợp. Một á, là cái nghiệp á, nó đuổi theo cổ, tức là lúc mà cổ chết là cổ chưa phạm ngũ nghịch thì cổ vẫn đi địa ngục, nhưng địa ngục đó không phải địa ngục A Tỳ. Mà khi bà mẹ bà chết thì cô này cái nghiệp nó sẽ thành ngũ nghịch, rồi cổ đang ở địa ngục này, cổ sẽ được được chuyển sang địa ngục A Tỳ để chịu cái hình phạt của địa ngục A Tỳ. Còn trường hợp thứ hai là cô này cổ chết rồi cổ đi xuống địa ngục, không phải địa ngục A Tỳ. Bà mẹ bà chết nhưng cái nghiệp đó nó không theo cổ. Tức là cổ vẫn không có đi xuống địa ngục A Tỳ. Thì như vậy là cổ trốn, cổ tránh thoát một kiếp. Thì mình tính là mình tính như thế nào? Thì vấn đề ở đây á, là mình tính đến cái chuyện là nghiệp á, nó có đuổi theo chúng sanh do cái hành động đó hay không. Thì khi các sư bàn với nhau thì chỉ dừng lại ở đó thôi. Bởi vì đây xem như là một điểm thú vị để bàn, để chiêm nghiệm thôi, chứ cũng không có đào sâu. Tại sao không đào sâu? Bởi vì nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Có bốn điều bất khả tư nghị, còn nhớ không? Nghiệp
và quả của nghiệp là bất khả tư nghì. Giới hạn của thế giới này á, là bất khả tư nghì. Thiền định và thần thông, vấn đề thần thông của thiền định á, là bất khả tư nghì. Và trí tuệ của một vị chánh đẳng giác là bất khả tư nghì. Thành ra khi mà chúng ta học về nghiệp và quả của nghiệp ấy, chúng ta chỉ học một cách sơ đẳng, đủ để chúng ta hiểu là làm ác cho quả khổ, làm thiện cho quả lành. Và ác á, thì nó sẽ cho những quả khổ gì, thiện sẽ cho những quả lành gì. Chứ còn mà những cái sâu xa hơn nữa thì chúng ta chưa học tới. Mà nếu như mình suy xét quá kỹ thì có khi là mình sẽ điên loạn với cái đó. Cho nên là các sư chỉ bàn luận và dừng lại ở đó thôi. Các sư cô hoặc các thầy sau này đi giảng, giảng về năm giới, lôi chi phần ra giảng sướng lắm. Giảng hết giờ luôn, có khi là chưa hết giới nữa. Cái sự cố gắng giết hại chúng sanh á, thì chúng ta ở trong chú giải thì nói là có 6 cách. Thứ nhất là tự tay mình giết, tự mình ra tay. Cái thứ hai á, là mình sai khiến người khác giết. Cái sai khiến ở đây á, là có thể sai khiến trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ như mình ra chợ, mình chỉ con gà, mình nói cái này chút nữa em quay lại chị làm sạch nha, chút em quay lại em lấy. Thì khi mà cổ quay lại là con gà đã làm sạch rồi, tức là đã chết rồi đó. Thì cổ chỉ nói là làm sạch thôi, thì tắm cũng là làm sạch vậy. Nhúng con gà đi tắm cũng là làm sạch. Nhưng mà rõ ràng là cái bà bán gà bà hiểu là làm sạch, đây là làm sạch lông đó. Như vậy á, thì cái việc cổ gợi ý gián tiếp như thế, cổ vẫn phạm cái phần là cố ý giết. Hoặc là trong bộ phim thì cái anh Trùm á, cái đàn em hỏi là bây giờ xử lý nó như thế nào, thì anh Trùm chỉ nói là cái kẻ thù á mà an toàn nhất á, là kẻ chết, là người chết. Tức là người chết là coi như là một kẻ thù an toàn, nó không hại mình. Thì ổng chỉ nói vậy thôi, chứ ổng không có kêu là cái thằng đàn em là phải xử lý cái tên kia. Nhưng thằng đàn em nó hiểu ý và nó đi làm. Thì như vậy, cái ông này ổng vẫn phạm cái chi phần này. Tức là ổng ra lệnh mà ổng ra cái kiểu mà nó ám chỉ thì vẫn dính. Nó còn cố ý ở đây là còn giết bằng các loại vũ khí khác nhau, như là đao, kiếm, đó, các loại. Hoặc là mình giết bằng các loại vũ khí như là đào hầm, nè, đào hang. Thí dụ như á, mình làm chế ra một cái bẫy chuột đi. Rồi cái mình đem nó mình bán cho người ta. Thì khi mình làm bẫy chuột á, cái chủ ý của mình á, là để diệt chuột. Nếu như cái người làm bẫy chuột có chủ ý là để diệt chuột, thì khi mà họ bán cái bẫy chuột đó cho người mua, người mua đem về để bẫy chuột, và sau khi bẫy đã diệt chuột, thì khi đó cái người chế ra công cụ đó đó, họ phạm giới sát sanh. Cái người thợ rèn đó, họ chế ra con dao để thọc huyết heo, họ biết rõ con dao này là dùng để thọc huyết heo, họ chế với mục đích là để thọc huyết heo. Thì khi mà người mua đem về để thọc huyết heo á, là người thợ rèn đó phạm giới sát sanh. Nhưng nếu như người mua đem về để giết người, người thợ rèn không phạm giới sát sanh. Biết tại sao không? Vì chủ ý của người thợ rèn là để thọc huyết heo, chứ không phải để giết người. Ở trong đây đó, nó còn những điểm thú vị. Ví dụ như mình đào hầm
mà đào cái hầm trong á, rồi mình suy nghĩ là để cho con, ví dụ như cái khu vườn, cái rẫy của mình á, bị mấy con heo rừng á, nó tới nó phá, thì mình làm cái bẫy để bắt heo rừng, mà heo rừng nó không rớt xuống, mà người rớt xuống là mình không phạm giới sát sanh. Hồi xưa báo đăng rất nhiều vụ người ta làm bẫy điện để bẫy chuột đó. Mà chuột không chết mà người chết, thì như vậy đó, cái người làm bẫy đó không phạm giới sát sanh, nhưng nếu như con chuột chết là người đó phạm giới sát sanh. Còn nếu như cái người làm bẫy với chủ ý là con gì vô cũng chết hết là họ dính hết. Ngoài ra thì mình còn có cách giết bằng cách là dùng bùa chú ha, hoặc là ngải ếm. Thời nay thì quý vị thấy là có một số cái ngải, bùa ngải nó cũng có khả năng giết người đó, chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà thời nay không bằng hồi xưa. Hồi xưa thì ba cái vụ bùa ngải nó nhiều lắm. Có những cái quyển có ghi chú lại các cái loại chú thuật á, có nhiều chú thuật mình đọc mình thấy thú vị lắm. Thí dụ như có loại chú thuật là mình ăn trộm á, nó trộm đồ của mình á, thì mình dùng cái chú thuật đó là mình có thể lần theo dấu vết của ăn trộm. Nhưng mà những chú thuật thì sau này hầu hết là thất truyền. Mấy cái bùa chú bây giờ mình thấy ở trên thế giới nó chỉ còn là bùa cấp thấp thôi, chứ còn hàng xịn bây giờ thất truyền rồi. Mà quý vị coi mấy phim Thái đó thì cũng thấy là có những cái bùa mà nó ghê gớm, nó làm cho người ta chết, thì cái bùa đó đó khi mình xài là mình phạm giới sát sanh. Cái năng lực thần thông á, thì tức là cái thứ sáu á, là sát hại bằng năng lực thần thông. Thì nó có một điều thú vị như vậy nè, là có một số việc mà mình dùng thần thông á, là mình không có tội. Ví dụ như trường hợp Ngài Mục Kiền Liên, Ngài lấy cái mầm cây Bồ đề á, từ chỗ Đức Phật thành đạo, Ngài lấy về Ngài trồng á, thì khi Ngài lấy là Ngài dùng thần thông Ngài lấy, cho nên trong trường hợp đó là Ngài Mục Kiền Liên vô tội. Khi mà Ngài lấy cái trái cây, hoặc là Ngài nói chung không biết là Ngài lấy bằng cách nào, là Ngài chiết một nhánh cây hay là Ngài lấy cái hạt để mà Ngài trồng thì mình không biết, nhưng mà khi đó Ngài dùng thần thông á, thì nó không có tội. Còn nếu như mà chúng ta dùng thần thông để giết người á, thì trong trường hợp đó là mình phạm giới sát sanh. Như trong trường hợp Đức Thế Tôn Ngài tế độ Phạm Thiên Bá Cá đó, có nhắc đến một trường hợp là Phạm Thiên Bá Cá khi ở cõi Quan Âm Thiên, thì khi nhìn xuống một ngôi làng chuẩn bị cướp tấn công, thì Phạm Thiên Bá Cá mới xuất hiện dùng thần thông á, là biến thành cái đội quân triều đình để hù dọa bọn cướp. Thì khi đó đó là xong chuyện. Còn nếu như á, Phạm Thiên mà dùng thần thông á, để tấn công bọn cướp, mà khi đó nếu như có người chết là Phạm Thiên Bá Cá sẽ phạm giới sát sanh. Hoặc như trong chuyện Tiền Thân, có một kiếp Bồ Tát bị người dân ở đó cư xử bất xứng, làm cho các vị chư thiên phẫn nộ, thành ra là chư thiên mới dời Bồ Tát đi qua chỗ khác, sau đó là làm những cái cơn động đất, rồi hồng thủy vân vân, để mà làm san bằng cái thành phố đó. Thì khi đó cái vị trời nào mà tham dự quá trình đó là vị trời đó phạm giới sát sanh. Hoặc như cái trận động đất gần đây chúng ta thấy này, chết rất nhiều người. Nếu như là do nghiệp thì chúng sanh nó chịu thôi. Nhưng nếu như có một vị nào đó do phẫn nộ vì một vấn đề nào đó mà vị đó dùng thần thông,
thì vị đó cũng sẽ phạm giới sát sanh. Chứ mình không thể nào nói là à, tôi dùng thần thông tôi làm cho đất nó rung, còn cái chuyện nhà sập là chuyện của họ, tôi chỉ làm đất rung thôi, thì cái đó là nó không đúng. Còn nói về cái giới sát sanh á, thì cái chi phần là chúng sanh có sự sống á, là thuộc về chúng sanh khác chứ không chỉ chính bản thân mình. Trong khóa thiền vừa rồi đó, thì khi sư nhắc về cái việc tự tử thì nhiều vị sợ là sợ phạm giới sát sanh. Tuy nhiên do cái đặc tánh cho nên cái tính, gọi là cái tính chất đặc biệt của buổi giảng đó, cho nên là sư không đính chính. Bởi vì nếu như sư đính chính thì nhìn một số người họ sẽ không có sợ. Tại vì cái khóa thiền sư vừa kết thúc đây là khóa thiền dành cho những người trầm cảm, mà bây giờ mình nói là tự tử mà không phạm giới sát sanh, có khi là họ cảm thấy nhẹ nhõm, họ cứ vậy họ làm thôi. Đó. Tuy nhiên tự tử cũng có nhiều loại, nó có hai loại phổ biến, một loại là hướng thượng, một loại hướng hạ. Loại hướng thượng là trường hợp của Bồ Tát khi mà ngài thực hành ba la mật á, có những kiếp là ngài bỏ cả thân mạng, thì khi đó đó là ngài đi lên. Và việc đầu tiên chúng ta phải nhớ là việc tự tử là không phạm giới sát sanh, bởi vì mình tự giết mình, mà cái chúng sanh ở trong năm chi phần đó là chúng sanh khác ngoài mình, cho nên là tự mình giết mình thì lại không phạm giới sát sanh. Chứ nếu như mà tự mình giết mình mà phạm giới sát sanh á, là Bồ Tát mỗi lần hành ba la mật là đi xuống địa ngục hết, ngài không hành được. Cho nên là việc tự tử là không phạm giới sát sanh. Và trong việc tự tử đó chia ra làm hai loại, một hướng thượng một hướng hạ. Hướng thượng như trường hợp Bồ Tát, ngài vì tìm cầu đạo giải thoát cho nên rất nhiều kiếp ngài hy sinh cả tánh mạng của mình. Nhưng khi ngài là con chim thì ngài lao xuống đống lửa để ngài dâng cái thịt của mình cho một vị bà la môn đói bụng. Hoặc là khi ngài là người thì ngài nhảy xuống vực để ngài cúng dường, bố thí cúng dường cái thân của mình cho con cọp mẹ đang đói. Rất nhiều kiếp như vậy, ngài thực hành ba la mật bằng cách tự sát. Và do mục đích của ngài là mục đích hướng thượng, cho nên là không vấn đề gì. Còn những người á mà tự sát vì mục đích hướng hạ, ví dụ như vì căng thẳng nè, mệt mỏi nè, túng quẫn nè, bất mãn nè, hoặc là vì trả thù đời ăn vạ, hoặc là vì tình chết để mong là đời sau là hai, gọi là không được sống cùng ngày cùng tháng, không được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà mong được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm á, thì cái kiểu chết đó là đi xuống hết. Do đâu? Do khi mà mình tự tử, đối với trường hợp hướng hạ đó, tâm của họ là tâm phiền não, tâm sân. Mà khi mình có tâm sân mà mình chết bằng tâm sân á, là mình sẽ đi xuống. Đặc biệt là những người tự tử theo những cách không chết liền, thí dụ như thắt cổ nè, nhảy sông nè, uống thuốc độc nè, thì khi cơn đau á, hầu hết người ta là hối hận. Sở dĩ sử dụng từ hầu hết là bởi vì người ta nghiên cứu những trường hợp được cứu sống, còn những trường hợp chết rồi không phỏng vấn được. Cho nên đa phần tự tử hướng hạ là chết trong bất mãn nè, sợ hãi nè, lo lắng nè, nói chung là toàn tâm sân không. Mà chết bằng tâm bất thiện như vậy thì chỉ đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không đi lên được. Thành ra sư ở trong khóa thiền sư nói
có hai cái tin buồn dành cho những ai có ý định tự tử. Thứ nhất, nếu như mình nghĩ là chết rồi thì hết, thì xin thưa là chết rồi chưa hết. Cái thứ hai, nếu mình nghĩ đời sau kiếp khác tốt hơn, thì xin thưa tin buồn là đời sau kiếp khác cũng không có tốt hơn. Bởi vì khi mình nghĩ chết rồi là hết á, là mình vướng vào đoạn kiến. Mà mình chết mà mình nghĩ là qua đời sau kiếp khác nó tốt hơn á, là mình rơi vào thường kiến. Mà khi anh rơi vào tà kiến như thế, anh tự tử, anh chết là anh đi xuống địa ngục. Thành ra là tự nhiên mình còn đang sống nè, mình có khổ cỡ nào đi nữa, mình có bất mãn, có lo âu, có trầm cảm như thế nào đi nữa, cũng không ai lôi mình ra nhúng vô nồi nước sôi, không ai lôi mình ra nhúng vô chảo dầu, không ai lôi mình ra cưa mình thành từng trăm ngàn mảnh, không ai lôi mình ra cho có chó nó cắn xé nó ăn. Rõ là mình sướng hơn rất nhiều so với những hoàn cảnh đó. Mà nếu mình đi mình tự tử là mình rơi xuống đó, mình sẽ bị chịu những hình phạt như vậy. Có đáng không? Không đáng. Mà khi sư giảng như vậy, nhiều người họ từ bỏ ý định tự tử. Đặc biệt trong cái khóa thiền vừa rồi là dành cho những người trầm cảm, cho nên là rất nhiều người là đã từng có ý định tự tử, và cũng rất nhiều người là tự tử bất thành. Tức là tự tử mà nó chưa chết, chưa chịu chết. Cho nên là sau cái bài giảng đó thì nhiều vị là suy nghĩ lại và không dám tự tử nữa. Tại vì nói gì thì nói, dù sao còn sống nó vẫn hơn. Thành ra là nếu như mà các thầy, các cô khi mà sau này có cơ hội mà giảng về cái giới không sắc sanh này, mình có thể nhắc đến cái khía cạnh này. Mặc dù nó khá nhạy cảm, nhưng mà nó sẽ giúp được rất nhiều người. Thậm chí là nó cứu mạng người. Bởi vì nhiều người mình nhìn họ tươi cười xin thưa, nhiều người mình nhìn họ hạnh phúc lắm, giàu có lắm, nhưng mà trong tâm của họ là đã ấp ủ ý định tự tử rồi, hoặc họ đã tự tử bất thành rồi, mình không biết đâu. Có trường hợp á, làm một cái nghề gọi là cái nghề giàu lắm, anh ảnh giàu và nói là anh giàu cực kỳ nha. Gia đình là có gốc gác á, có cái rễ cũng hơi bị to đó, mà anh đi làm á, ảnh căng thẳng, ảnh mới tự tử. Thì người ngoài nhìn vô thì thấy trời ơi, anh này ảnh ngon lành như vậy mà không biết tại sao ảnh lại đi tự tử. Vừa rồi thì hình như là chúng ta cũng thấy có một vị tỷ phú hình ở Mỹ hả? Đó, ổng là tỷ phú mà tự nhiên là ổng đi ổng tự tử. Người ngoài nhìn vô thì không hiểu tại sao. Đó. Cho nên đôi khi chúng ta giảng pháp mà chúng ta giảng nó đúng thì chúng ta cũng sẽ cứu được rất là nhiều người. Còn về cái giới không trộm cắp nha, thì cái giới này á, chúng ta có 5 chi phần. Mà khi chúng ta có đủ 5 chi phần này rồi thì chúng ta sẽ phạm giới trộm cắp. Thứ nhất là của cải có chủ giữ gìn, còn đồ vô chủ thì không sao, nhưng đồ có chủ thì phạm giới. Nhưng mà nhớ vậy nè, cái đồ mà đồ vô chủ á, nó khác với đồ tập thể nha. Đồ tập thể là đồ có chủ, và cái chủ là tập thể chứ không phải là đồ vô chủ. Cho nên là mình hãy cẩn trọng. Mình ăn trộm ăn cắp mà lấy đồ của tập thể á, cái nghiệp nó nặng hơn là mình ăn trộm ăn cắp mà lấy đồ của cá nhân. Mà đương nhiên tốt nhất đừng trộm cắp cái gì hết. Rồi cái thứ hai á, là mình biết rõ có chủ giữ gìn. Và cái thứ ba là mình có ý trộm cắp. Ví dụ như trường hợp của Ngài Ananda,
Ngài thấy cái áo choàng của bà Quý Sa Kha đó để lại ở, để quên ở trong chùa, thì Ngài mới đem cái áo choàng đó Ngài đi cất giùm. Thì khi Ngài lấy như vậy, Ngài không hề có ý định trộm cắp. Nhưng mà bà Quý Sa Kha, bà khi mà bà sực nhớ là bà để quên cái áo choàng á, thì bà mới kêu cô người hầu là bây giờ con đi vô con kiếm cho bà cái áo choàng đem ra đây. Mà nếu như áo choàng đó có một vị tỷ kheo đụng vô rồi là con để yên đó, con đừng đụng vô, là cái áo đó bà sẽ không mặc nữa. Bà sẽ đem bà tính ha. Thì cô này cũng mới vô cô hỏi thì biết Ngài Ananda Ngài đã đem cất rồi, thì cổ báo lại cho bà Quý Sa Kha. Thì bà nói là bây giờ cái áo Chư Tăng đã đụng vô rồi thì bây giờ con không mặc cái đó nữa, con sẽ đem bán rồi con lấy tiền đó con cúng dường cho chùa. Nhưng mà ngặt nổi là cái áo của bà đó toàn là vàng ròng rồi đá quý cho nên rất là nặng. Thì người phụ nữ ở cái xứ Ấn Độ bây giờ hình như chỉ có 4 người là đủ sức mạnh để mà mặc nổi cái áo choàng đó thôi. Cho nên cuối cùng không ai mua mà bà phải mua ngược lại chính cái áo choàng mình đem bán. Cái này cũng thấy hay, tức là bán không ai mua là tự mình bỏ tiền đó mình mua lại. Rồi sau đó bà lấy cái tiền đó đó, bà đi bà là cúng dường. Cái thứ tư á, là cố gắng trộm cắp. Thì cái sự, tức là mình ra sức ha, một chút nữa mình sẽ giải thêm. Và cái chi phần thứ năm là mình đã lấy được do sự cố gắng đó. Thì cái lấy được ở đây đó, lưu ý là chúng ta lấy cái vật đó dù nó cách ra khỏi vị trí cũ á, chỉ bằng một sợi tóc thì cũng tính là đã lấy được. Ví dụ như mình thấy điện thoại ai đó hớ hên, thì mình vừa thò tay ra mình ăn cắp cái điện thoại đó, thì người cái người chủ á, họ phát hiện mình bỏ điện thoại đó ra. Thì khi mà mình vừa lấy điện thoại mình nhích ra một tí như vậy là đã tính là mình trộm cắp rồi. Rồi cái sự cố gắng trộm cắp ở đây á, là chúng ta có 6 cách. Thứ nhất là tự mình làm, tự mình ăn trộm. Cái thứ hai á, là mình nhặt được củ rơi mà tạm thời bỏ túi đó. Giống như là bây giờ mình lượm được đồ rồi mình lấy, mình có cái chủ ý là bây giờ nó tìm không ra thì nó là của mình, hiểu không? Giống như bây giờ nó làm rớt cái điện thoại, mình lượm, mình bỏ túi, mình tắt nguồn bỏ túi, lúc đó là mình chưa có, mình nghĩ là để cho nó đi tìm, mà chừng nào mà nó bỏ cuộc á là mình lấy. Khi nó bỏ cuộc là nó thành của mình là mình lấy, thì như vậy cũng được tính là trộm cắp. Hoặc là mình lấy bằng bạo lực, tức là mình ăn cướp, hoặc lấy bằng cách che giấu. Thí dụ như là mình, quý vị còn nhớ cái câu chuyện là cái gì mà đại loại là nói về một ông quan tham, cái lúc mà người ta tới kiện á, là phải nộp 6 quan tiền. Thì cái bà này khi mà bà lên bà thư kiện á, thì bà móc tiền ra để mà bà đếm. Mà khi bà đếm như vậy đó thì cái tiền nó rớt xòa xuống dưới đất, mà xòa như vậy nó rơi tứ tán. Thì bà mới đi lượm, bà lượm mà bà lượm tới lượm lui, lượm tới lượm lui, bà chỉ lượm được 5 đồng thôi, mà phải 6 đồng thì mới đủ tiền nộp vô trong cái án kiện. Thành ra là bà buồn quá, bà phải đi về đó. Mà lúc bà đi về như vậy đó, ông quan á, ông mới nhấc cái chân qua một bên, ông lượm cái đồng đó bỏ túi. Thì cái trường hợp mà ông che giấu như thế là ông phạm tội trộm cắp. Rồi cái thứ năm là mình lấy theo cách có tính toán, tức là mình mưu trước để làm sao mà mình chiếm đoạt tài sản của người khác.
Cái này thì những trường hợp lừa đảo thì bây giờ có rất là nhiều. Còn cách thứ sáu là lấy theo cách đánh tráo. Thí dụ như là mình cầm nhầm cái đồ của mình không cầm, mình cầm nhầm đồ của người khác. Hoặc là mình tráo cái đồ xịn bằng cái đồ dởm, rồi mình lấy đồ xịn đó mình đi mình cất. Thì trong trường hợp đó cũng là trộm cắp. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thể chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia.